Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Dell được biết đến là một trong những hãng sản xuất thiết bị công nghệ cực kỳ uy tín và được đánh giá cao trên thị trường hiện nay. Có thể các bạn sẽ không còn xa lạ gì với những mẫu laptop văn phòng, laptop gaming, thiết bị văn phòng chất lượng đến từ Dell và một sự thiếu sót nếu như không kể đến những chiếc màn hình đến từ thương hiệu này. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người chiếc màn hình Dell S2522HG. Đây là một chiếc màn hình đang được các chuyên gia đánh giá là màn hình tốt nhất và đặc biệt dành cho các game thủ chuyên nghiệp. Hãy cùng mình tìm hiểu xem chiếc màn hình này có gì mà lại được đánh giá cao đến vậy nhé. Khi nhìn vào thiết kế thì ấn tượng đầu tiên của mình là sự đơn giản nhưng rất hiện đại. Mẫu này phù hợp với cả dân văn phòng và game thủ. Với chiếc màn hình rộng 24,5 inch Full HD, tấm nền IPS, độ bao phủ màu là 99% sRGB cùng tần số quét lên đến 240Hz. Với tần số quét này sẽ cho bạn độ rõ nét đáng kinh ngạc, chất lượng hiển thị vô cùng sắc nét, các hình ảnh chuyển động nhanh và tốc độ phản hồi nhanh. Với tốc độ phản hồi chỉ 1 mili giây G2G sẽ khiến chiếc màn hình này loại bỏ hoàn toàn được hiện tượng giật lag, xé hình hay là nhòe hình khi chuyển động. Bên cạnh đó, chiếc màn hình này còn sử dụng công nghệ Low Blue Light để giảm ánh sáng xanh, giúp bảo vệ mắt và sức khỏe người dùng. Bạn có thể học tập, làm việc, giải trí và chơi game thoải mái trên chiếc màn hình này mà không lo bị mỏi mắt. Thiết kế khung viền ba cạnh để tăng diện tích, tối ưu góc nhìn cho người dùng. Tỷ lệ màn hình là 16:9, góc nhìn lên đến 178 độ cả ngang và dọc thì có thể thấy Dell đã rất quan tâm đến nhu cầu của người dùng khi sản xuất ra chiếc màn hình này. Nó còn được chứng nhận tương thích với NVIDIA G-Sync và AMD FreeSync Premium để giảm thiểu được các biến dạng đồ họa. Bên cạnh đó, chiếc màn hình S2522HG còn có tính năng hỗ trợ tốc độ cho bàn điều khiển game. Điều mình đặc biệt thích trên chiếc màn hình này đó là thiết kế cơ học cho phép bạn điều chỉnh được độ cao, xoay, nghiêng, thoải mái theo ý thích. Bạn có thể dễ dàng nâng lên, hạ xuống sao cho phù hợp với góc nhìn của bản thân. Chân đế với thiết kế đậm chất gaming giúp hỗ trợ chắc chắn hơn cho màn hình. Với chân đế này thì bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều không gian hơn. Cùng với đó, mặt lưng của chiếc màn hình này cũng vô cùng ấn tượng. Mặt lưng được thiết kế với các khe giúp tản nhiệt cho tấm nền. Không chỉ vậy, nó còn làm cho mặt lưng thêm phần gaming hơn. Khi sở hữu chiếc màn hình này, bạn sẽ có một đầu nối nguồn, một khe khóa thẻ bảo mật, hai cổng HDMI, bốn cổng USB 3.2, một cổng DisplayPort, một giắc cắm tai nghe để bạn thoải mái kết nối với các thiết bị ngoại vi. Có thể nói, nếu như bạn đang tìm một chiếc màn hình không chỉ phục vụ cho học tập mà cả giải trí, chơi game thì đây sẽ là một lựa chọn đáng để lưu ý. Với ngoại hình cực kỳ gaming, tần số quét lên đến 240Hz sẽ đem đến cho bạn trải nghiệm rất tuyệt vời. Link sản phẩm mình sẽ để ở phía dưới cho bạn nào quan tâm đến chiếc màn hình này nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.